Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream cùng bác sĩ Trần Phương. Hôm nay chúng ta sẽ có một ca mổ vô cùng đặc biệt. Chiếc mũi, đây là một chiếc mũi đã từng can thiệp đặt sống nhưng mà bị biến chứng lồi sụn. Xin chào các bạn, đây là những cái biến chứng mà đáng ngại nhất trong cái phần mà kỹ thuật đặt sống mũi bằng silicone, nhưng mà lại đặt dưới dạng là có cả ở cái phần đầu mũi. Thì các bạn thấy nhìn từ dưới lên nhìn rõ này. Cái silicone nó đã lòi hết ra ở cái vùng trụ mũi và đầu mũi. Thì để diễn biến như thế này nó sẽ trải qua một cái quá trình bị sưng, bị đỏ, bị chảy dịch và mỏng ra, thì sau đó nó mới thủng ra như thế này. Đây là do cái đặt silicone nó căng quá. Thì trong những trường hợp như này thì không thể phẫu thuật ngay để hoàn thiện chiếc mũi được, mà bắt buộc phải tháo ra. Và sau khi tháo ra thì sẽ phải ghép lại chu bì mỡ để cho nó khôi phục lại những cái cấu trúc mô da, các thứ đã mất trong quá trình bị viêm. Tháo ra cái này thì cũng khá là đơn giản thôi. Thì như các bạn đã biết, hiện nay có rất nhiều cái cách làm mũi và cái cách làm như này, thì ngay sau phẫu thuật thì thường kết quả sẽ rất là đẹp, nhưng mà chỉ một thời gian nó sẽ chọc thủng cái đầu mũi dạng như này. Do đó phải hạn chế tối đa cái chuyện là đặt nguyên silicone để tạo hình cả cái phần sống mũi và cả cái phần đầu mũi, thì các bạn phải lưu ý như vậy. Thì với phương pháp như này thì cái chi phí nó khá là thấp, nhưng mà cái độ an toàn của nó thì cũng thấp luôn. Thì bây giờ tôi sẽ gây tê, thì tôi gỡ cái chất liệu này ra, em chịu khó một chút nhé. Đối với những mũi bị viêm như thế này thì quá trình làm phải kỹ. Mình gây tê, mình tháo chất liệu ra, sau đó mình bơm rửa, nạo sạch những dịch viêm, cũng như là phải cắt bỏ cái phần bao sơ của chiếc mũi đi, cái bao sơ mà tạo thành bởi silicone. Tháo silicone thì rất là dễ, nhưng mà cái chuyện bóc tách bao sơ cũng như là bơm rửa lại cái dịch viêm, quá trình viêm, thì cái đó nó cần kỹ lưỡng hơn để chuẩn bị tốt cho cái lần phẫu thuật tiếp theo để hoàn thiện chiếc mũi này. Nếu mà nó chỉ căng đỏ mà nó chưa bị lộ chất liệu ra thì chúng ta có thể có cơ hội phẫu thuật lại ngay lập tức để tái tạo chiếc mũi. Nhưng mà với trường hợp mà đã lộ ra như này rồi, nó thông khoang từ bên ngoài vào bên trong khoang mũi, thì bắt buộc chúng ta phải tháo hết ra. Silicone là vật liệu rất là an toàn nếu như mà sử dụng đúng cách và chỉ đặt ở cái phần sống mũi thôi. Còn ngược lại thì nó lại cực kỳ hại nếu như mà ta sử dụng để ta đặt ở vùng đầu mũi và trụ mũi. Do đó trong cái phương pháp silicone thì đa số chúng ta sẽ phải tạo hình đầu mũi bằng sụn tai, còn chỉ đặt 2/3 trên của sống mũi bằng silicone thì kết quả sẽ ok. Các bạn theo dõi để thấy rằng cái việc tháo silicone thì rất là dễ, tôi chỉ mất có vài giây là tháo xong. Các bạn nhìn kỹ cái trình tháo này. Đó, bây giờ mình chỉ gắp nó ra là xong, tút ra nó thế là ra thôi. Đó. Thì cái cách làm như này. Ngày xưa em làm spa hả? Làm spa mấy cô đi học nghề mót, không có chuyên môn về y tế, không có cái gì hết. Rồi cũng đè người ta vào làm mũi. Đây là một ca mũi đặt trung bì mỡ, và để tiết kiệm thời gian thì ekip chúng tôi đã lấy trung bì mỡ. Trung bì mỡ hôm nay được lấy ở phần mông các bạn. Như các bạn thấy là dù lấy trung bì mỡ mông nhưng nó rất là nhẹ nhàng, và bạn ấy có thể nằm ngửa ra được bình thường ha, không phải nằm sấp đâu.
Đối với những ca mũi biến chứng như thế này thì tình trạng khá là nặng. Các bạn nên lưu ý những cái mũi của mình nếu như mà nó có biểu hiện sưng đỏ, bóng đỏ thì các bạn nên theo dõi kỹ lưỡng và hỏi cái nơi các bạn thực hiện. Như bạn nam này để quá lâu cho nên là nó bị thủng sụn ra ngoài. Hiền Trần nhìn sợ quá đến giờ vẫn chưa can đảm làm. Bạn ấy đã từng nâng mũi ở một spa nha các bạn. Spa là nơi không có được cấp phép để hoạt động thẩm mỹ và họ chỉ làm chui thôi. Cho nên là cái chi phí của họ rất là thấp mà cái vật liệu họ sử dụng cũng chưa chắc là đảm bảo an toàn cho chúng ta. Kỹ thuật thì họ cũng không phải là bác sĩ. Cho nên là các bạn cần phải tỉnh táo với những quảng cáo PA trên mạng nha. Lựa chọn cơ sở thẩm mỹ là phải kỹ càng, nếu không sẽ để lại hậu quả như trong trường hợp này. Bạn ấy rất là e ngại khi mà mọi người nhìn vào cái mũi của mình. Bạn trai này nâng mũi cũng khoảng 1 năm rồi. Cảm ơn các bạn, ca mũi này sẽ rất là nhanh bởi vì chúng tôi đã lấy xương bì mỡ ở mông ra rồi. Do đó các bạn hãy nán lại và hãy đặt câu hỏi nếu có thắc mắc gì nha. Thi Lê hâm mộ bác lâu rồi. Dạ cảm ơn bạn. Mời bạn ở lại để theo dõi cái kết quả ca mũi này. Một ca mũi biến chứng rất là nặng. Đây đây là cái phần xương bì mỡ mà đã lấy ra được từ khu vực mông. Các bạn có biết tại sao lại là xương bì mỡ không? Mà không phải là mỡ thường. Bởi vì nó xương bì mỡ thì nó có một cái form khá là đứng và nó có đánh rối mạch máu, giúp cho cái việc sống sót ở trong cái mô mũi của mình rất là thuận lợi so với việc mà chúng ta đặt bơm mỡ thông thường. Mỡ thông thường thì nó là dạng lỏng và nó không có mạch máu cho nên là khả năng tồn tại rất là thấp nha các bạn. Nếu ai có thắc mắc gì về phương pháp hay là kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ thì cứ đặt câu hỏi ở phía dưới phần bình luận nha. Do cái chính sách của Facebook nên xin phép được quay hơi xa một chút. Bác sĩ đang xử lý cái phần mô mũi bên trong và bơm rửa do là cái biến chứng này cũng khá nặng. Trường hợp nào thì nâng mũi bằng xương bì? Nó là cái trường hợp khi các bạn có biến chứng và cái chất liệu sụn nhân tạo nhưng không có thể nào mà nâng trực tiếp lần hai ngay lập tức. Thì khi mà bác sĩ tháo cái sụn mũi ra, nhiều bạn sẽ trở nên rất là tự ti vì cái mũi của mình đột ngột nó thấp hẳn. Cũng có thể dẫn đến cái việc co rút bao sơ, cho nên là bác sĩ sẽ gợi ý cho các bạn phương pháp ở giữa hai chu kỳ nâng mũi, đó là phương pháp đặt xương bì mỡ như thế này. Nó sẽ giúp cho các bạn ổn định cái mũi một cách an toàn, thì xương bì mỡ cũng là mỡ tự thân của chính mình, không đặt vật liệu nhân tạo gì vào, đồng thời sẽ có một cái độ cao mũi nhất định. Lúc này thì sau khi các bạn nâng mũi xong bằng xương bì mỡ một thời gian thì bạn có thể sửa lại lần hai nếu như các bạn chưa ưng cái dáng mũi. Còn nếu như trong trường hợp một vài trường hợp như ở trên fanpage đã từng đăng tải, nếu như mà bạn ấy đã vừa lòng với cái kết quả nâng mũi xương bì thì cũng không cần phải phẫu thuật lần hai nha. Ma Xuân Thúy nhìn thấy sợ quá. Bác sĩ đang đặt xương bì vào cái mũi của bạn ấy ha. Đây là cái kết quả của việc lựa chọn sai trung tâm thẩm mỹ. Cho nên chúng ta hãy lấy đó làm cái kinh nghiệm cho mình. Lựa chọn phải cẩn thận và kỹ lưỡng nha các bạn. Ma Xuân Thúy nhìn thấy sợ, dạ vâng. Nhưng mà bạn ấy đang vẫn tỉnh táo nha, nhưng mà vẫn không cảm nhận được cái sự đau đâu bạn. Ngay cả lấy mỡ ở xương bì mông thì bạn ấy cũng không cảm thấy đau ha. Bạn ấy vẫn đang tỉnh táo bình thường nha.
hãy chờ đợi một chút xíu sẽ thấy được cái kết quả cuối cùng của ca mổ này sẽ diễn ra khá là nhanh. Các bạn hãy thả like cả tim để phục vụ cho bác sĩ nha. Mai Ánh Nguyệt inbox em cần được tư vấn ạ. Dạ, một chút xíu nữa thì sẽ có khi nào có, chúng tôi sẽ hỗ trợ để trả lời bạn nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã thả like thả tim cho bác sĩ nha. Đây là một ca mổ khá là đặc biệt cho nên chúng ta hãy ở lại để theo dõi cái kết quả. Dạ, xin bạn Ngọc Lan Hoa Nguyễn đặt câu hỏi ạ. Ngoài trung bì mỡ được đặt vào sống mũi để làm cao tương đối thì ở đầu mũi bác sĩ cũng sẽ không can thiệp gì nha các bạn. Ca mũi rất là nhanh chóng thôi. Tuyết Mai xin hỏi ca này đang làm gì? Dạ, ca này là một ca nâng mũi tại spa và bị thủng chất liệu lòi đầu mũi nha, lòi sụn đầu mũi. Rồi bác sĩ đã tiến hành rút sụn mũi ra, tiến hành thanh tẩy, làm cho sạch mũi và đặt chuẩn bị mở tự thân của bạn ấy vào trong mũi. Nga Dương sợ quá. Dạ, đây là một trường hợp điển hình của việc thực hiện nâng mũi tại spa này các bạn. Bây giờ bạn ấy sẽ phải chờ ổn định mũi, và nếu muốn nâng lại thì sau khi ổn định mũi thì mới có thể tiến hành nha. Lưu ý với các bạn đang theo dõi là hiện tại thì trung tâm vẫn còn chương trình tặng bao lì xì trong tháng 2 cho các ca nâng mũi đặt lịch trong tháng. Đây là một dịp rất là ít có tại trung tâm. Nên là các bạn nếu như có ý định làm thì hãy tranh thủ liên hệ nhé. Với những ca livestream trực tiếp như thế này thì sẽ được sự đồng ý của khách hàng. Chứ chúng tôi không có live. Nếu như các bạn không đồng ý ha, và nếu như các bạn chấp nhận thì livestream á, thì chúng ta có thể theo dõi lại cái kết quả mũi của mình ngay sau khi mình làm xong. Đồng thời là cũng chúng tôi cũng sẽ đảm bảo tất cả các chi tiết trong ca phẫu thuật đều được chỉnh chu nhất. Cho nên nếu như các bạn không ngại livestream thì có thể tham gia chương trình này nhé. Khi mà cái đầu mũi đã đến mức mà lộ sụn, lòi sụn ra khỏi đầu mũi thủng da như thế này thì chắc chắn là bạn ấy đã cũng phải trải qua những cái vấn đề tâm lý khá là buồn đó các bạn. Cho nên là hãy đừng có để như bạn ấy quay lại nâng mũi chỉnh sửa quá trễ. Chúng ta nếu như có vấn đề khi nâng mũi thì phải liên hệ ngay với bác sĩ để được thăm khám kịp thời nha. Các bạn hãy thả like thả tim cho bác sĩ, và nếu có câu hỏi gì thì có thể đặt trực tiếp ở phần bình luận nha. Đối với những ai muốn được tư vấn online thì các bạn có thể chụp hình thẳng mặt, chụp hình góc nghiêng 45 độ và 90 độ. Thì ở trường hợp này thì các bạn sẽ gửi hình đó vào phần inbox. Thì khi bác sĩ có thời gian, bác sĩ sẽ xem xét và tư vấn sơ lược cho mình ha. Sau khi các bạn có thời gian thì Thu xếp ghé lại để tư vấn trực tiếp với bác sĩ Phương. Chính bác sĩ Phương sẽ tư vấn cho mình và thực hiện cho mình từ đầu đến cuối các bạn nhé. Ca mũi cũng sắp hoàn thành rồi, các bạn hãy nán lại để xem cái kết quả ha. Đương nhiên là cái phần đầu mũi sẽ cần thời gian để hồi phục vì nó đã bị rách da rồi, thủng da rồi ha. Sau một khoảng thời gian thì cái đầu mũi của bạn sẽ
lành lại. Sẽ bị xong phần tháo sụn ghép chung bị mỡ, thì do cái phần nhạy cảm nên tôi sẽ không quay cái cảnh lấy chung bị mỡ. Với trường hợp như này thì cái đầu lưỡi sau khoảng 4 tuần nó sẽ hồi phục, và đợi cho nó lành thương hoàn toàn sau khoảng 3 tháng thì các bạn có thể tiến hành phẫu thuật được để tạo hình lại chiếc mũi mới. Trong lòng mũi, nếu mà chúng ta kéo dài đầu mũi càng dài thì cái nguy cơ thất bại nó càng lớn, do cái sức căng của cái đầu mũi nó càng lớn. Và nếu mà chúng ta lại kéo dài bằng silicone nữa thì cái khả năng thất bại rất cao. Do đó các bạn sẽ phải cẩn thận để lựa chọn các cái vật liệu, cũng cái phương pháp và cái kỳ vọng về kết quả. Chúng ta càng thay đổi ít thì cái tính an toàn của nó càng cao. Chúng ta càng thay đổi nhiều thì cái hệ số an toàn càng thấp. Và tôi khuyến cáo các bạn làm đẹp cái gì thì gì, nhưng mà phải đặt cái tính an toàn lên trước, chứ không phải đẹp bất chấp. Đây là trường hợp điển hình ghép chung bị mỡ xử lý cái bên trực của mũi, kết quả rất ok chàng trai. Việc khủng đầu mũi đã không còn ha, và cái độ cao nó là tương đối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream. Hẹn gặp lại các bạn ở những livestream lần sau.